đây là những cái mẫu vỏ bình hàng giảm giá. Hiện tại là bên em Lan đang có một số mẫu đang giảm giá rất là nhiều, nhưng mà trong đoạn clip ngắn ngày hôm nay em Lan không thể giới thiệu hết những cái mẫu giảm giá. Nếu như quý khách hàng có nhu cầu mua hàng giảm giá thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp, em Lan sẽ gửi hình cho tất cả các quý khách hàng tham khảo. Em Lan giới thiệu một số mẫu đại diện của ngày hôm nay. Những cái mẫu này là mẫu được em Lan cắt bằng công nghệ cắt laser lên gỗ. Đây là em Lan cắt một cái bức tranh có chữ quê hương, rất là ý nghĩa. Nói chung là mình trưng bày ở trên bàn trà nhìn nó cũng hay hay lắm, đẹp mắt và sang trọng. Là những cái mẫu vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa của quê hương Bến Tre. Mẫu này em Lan cắt đó là mã đáo thành công. Ví dụ như là mình đi ăn tân gia khai trương hoặc là cần món quà để làm quà tặng cho bạn bè người thân thì mua những cái mẫu có những cái dòng chữ như thế này mà rất là ý nghĩa và hợp phong thủy. Mẫu này là em đang cắt sẵn là chữ cha mẹ, những cái dòng chữ nhỏ dưới đây là cầu cho cha được thanh nhàn, chúc cho mẹ được an khang tuổi già. Những cái mẫu vỏ bình này thích hợp để làm quà tặng cho người lớn tuổi như ông bà cha mẹ. Rất là ý nghĩa luôn. Mình trưng bày những cái mẫu vỏ bình chữ cha mẹ như thế này trong nhà nè, nhà có trẻ em á, đọc những cái dòng chữ này trẻ em rất là thích, giống như là mình dạy luôn, cho trẻ em cái bổn phận làm con cháu hiếu thảo trong gia đình. Còn đây là những chữ phúc gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Những cái mẫu vỏ bình hiện tại, những cái mẫu vỏ bình giảm giá này là em Lan đang có đầy đủ tất cả các size cho quý khách hàng lựa chọn, từ size 0.8 lít, size 1 lít, size 1 lít rưỡi, size 2 lít rưỡi. Đặc biệt đó là khi mua hàng ở bên em Lan, hàng giảm giá hay là hàng phải đẹp thì quý khách hàng cũng đều được tặng những cái món quà rất là hấp dẫn. Thứ nhất đó là mình được miễn ship trên toàn quốc, thứ hai là được tặng kèm theo cái ống tích tùy theo size. Thứ ba là hàng giảm giá em Lan sẽ tặng cho một cái giặt tàn để trưng bày ở trên bàn trà và một cái hộp kẹo dừa. Những cái ngày mưa hay là cuối tuần gì đó mình pha một cái ấm trà nóng và ngồi uống nước trà ăn kẹo dừa cũng rất là lâu, tuyệt vời luôn nha quý khách. Quý khách có nhu cầu mua vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của tỉnh Bến Tre thì liên hệ với cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan. Địa chỉ là ở thị trấn Châu Thành, Bến Tre. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả các quý khách hàng gần xa.